Nizhny Novgorod. Khó đọc chứ? Nizhny Novgorod. Thôi bỏ đi. Chào mừng các bạn đến với thành phố Nizhny Novgorod. Nizhny Novgorod hay thành phố Gorky, thành phố lớn thứ tư của Nga chỉ sau Moscow, Saint Petersburg và Novosibirsk, là trung tâm kinh tế, văn hóa và hành chính của vùng liên bang Volga, được thành lập từ năm 1221, đến nay là tròn 800 năm ngày sinh nhật của thành phố. Nhân tiện cơ hội này thì mình sẽ đưa mọi người đi du lịch và tìm hiểu về thành phố này. Nizhny là nơi giao nhau giữa hai con sông lớn là Volga và Oka, nằm ở phía tây bắc của thủ đô Moscow với dân số là 2 triệu người, thành phố đông dân thứ 6 của Nga và thứ 4 của châu Âu. Diện tích của thành phố là 410 km2, có 20 km dọc theo bờ sông Oka và 30 km dọc theo bờ sông Volga. Là thành phố của những bức tượng, nhà thờ, những ngôi nhà cổ mang đậm phong cách Nga cận đại. Nếu bạn muốn tìm hiểu về nơi mang đậm chất Nga và Liên Xô thì chắc chắn Nizhny là một trong những lựa chọn hàng đầu của bạn. Thành phố của người đàn ông đào hoa nhất nước Nga, thành phố của người đàn ông giàu cảm xúc nhất nước Nga. Có nghĩa là nếu mà tôi biết tình yêu là như thế thì tôi sẽ chỉ chúc phúc cho em. Một chàng trai tội nghiệp. Chắc chắn sẽ rất là thú vị và có nhiều điều mà bạn chưa từng biết. Và chúng ta cùng xem thành phố lớn thứ tư của Nga này đẹp như thế nào và đã tổ chức những gì nhé. Nizhny cách Moscow chỉ 400 cây số, đi tàu chỉ mất 4 tiếng đồng hồ. Khi bước chân ra khỏi tàu thì sẽ nhận ra ngay đây không phải là Moscow mà là một thành phố cổ kính lâu đời. Những người già bán hàng nông sản tự trồng của mình ở các bến xe, tàu điện ngầm. Vào thời gian lễ hội lớn nhất mà vẫn ít người mặc dù ở ga tàu trung tâm của thành phố, có thể thấy rằng thành phố này chưa thu hút được nhiều khách du lịch. Cũng bởi vì có lý do của nó, từ năm 1959 đến năm 1991, trước khi Liên Xô sụp đổ, người nước ngoài hoàn toàn không được đặt chân đến thành phố này vì những cơ quan quan trọng của Liên Xô đặt ở đây, ví dụ như là nhà máy xe hơi Gorky hay là GAZ, nhà máy đóng tàu quân sự, trung tâm nghiên cứu và sản xuất thiết bị hàng không. Có lẽ vì hạn chế như vậy nên dân số của thành phố lên đến 94% là người Nga gốc. Và thật sự vẻ đẹp của người Nga gốc phải nói là toàn siêu phẩm, cảnh đẹp, người đẹp thì còn gì bằng nữa. Đầu tiên khi vừa đến thành phố này thì mình dành thời gian đi dạo và ngắm cảnh, đường phố cũng như là tìm hiểu về các địa điểm nổi tiếng trong thành phố. Những khu chung cư nhà ở từ thời Liên Xô thì thường từ 5 đến 9 tầng. Nhà 5 tầng thì không có thang máy nên mới có những trường hợp như là người già không thể đi ra ngoài đường trong thời gian dài, thậm chí lên đến cả chục năm. Hội chợ thương mại Nizhny vào ngày 15 tháng 7 năm 1822 đã được mở. Thời điểm đó thì đây là hội chợ lớn nhất của nước Nga, biến thành phố trở thành trung tâm thương mại của toàn nước Nga. Chỉ đến năm 1929, hội chợ mới đóng cửa và thành phố phát triển theo một hướng công nghiệp. Đi dạo trong thành phố thật sự có cảm giác rất thoải mái và gần gũi. Những ngôi nhà cổ xây bằng gạch đỏ, được chạm tay vào nó cảm giác rất là thích thú.
Địa điểm đầu tiên mà mình đến, nhà thờ Alexander Nevsky. Ở ngoài nhà thờ thì có một cái chuông rất là to luôn. Wow, trời ơi, rất là to luôn. Đây là quả lắc ở bên trong này. Uầy. Mọi người có nghĩ như mình là không biết là cái này có rung được không nhỉ? Mà nhìn mấy cái vết này, mấy cái vết nó đã bị chầy như này thì chắc là đã bị rung rồi. Đây như này. Và ở dưới nó còn có dây nữa, chắc là sẽ phải kéo rất là mạnh mới có thể rung được cái chuông này luôn. Đây. À, bằng đồng, nhìn thấy vàng không? Và chỗ này tưng tưng. Uầy. Nhìn to vãi. Mình nghĩ rằng cái chuông này chắc là khi mà diễn ra những ngày lễ rất là lớn thì cái chuông này mới được rung, chứ bình thường thì chắc không rung chuông này đâu. Nhà thờ này đã được xây dựng vào năm 1868 đến năm 1881. Nên là mà theo mình cảm thấy thì chắc là cái chuông này sẽ ra đời sau nhà thờ, chứ không ra đời cùng với thời điểm xây dựng xong nhà thờ. Những dòng chữ khác ở đây. À, nhà thờ có vị trí rất đẹp ở ngay đằng sau, phía bên đằng sau mình đây, tức là bên phải nhà thờ ấy, thì đó là sân vận động của thành phố, nơi mà diễn ra vài trận đấu của World Cup 2018. Còn ở phía bên này, như nếu mà mọi người nhìn, còn ở phía bên kia bờ sông ấy thì đó là pháo đài Nizhny Novgorod, pháo đài của thành phố nằm ở trên đỉnh đồi. Thì nói chung là cái vị trí của nhà thờ rất là đẹp luôn. Bên phải là sân vận động, bên trái là điểm tiếp giáp giữa hai con sông lớn, đó là sông Volga và sông Oka. Còn ở phía trên đồi bên kia thì là pháo đài của thành phố. Wow, thật sự là cái địa điểm để mà xây dựng nhà thờ quá là đẹp luôn. Hay bây giờ chúng ta cùng vào nhà thờ xem nhé. Mình cũng rất tò mò, mình cũng rất muốn được vào nhà thờ. Rồi bây giờ đi đường nào đây? Hình như là đi thẳng. Na xếp ya. Mình không dám nói to luôn đấy, tại vì ở trong này nói to nó vang lắm.
thật sự là khi vào trong nhà thờ, mình cảm thấy một sự thiêng liêng mà không phải là đi bất cứ chỗ nào cũng có thể là tìm thấy được. Thật sự là rất đẹp. Thật sự khi mà bạn có cơ hội đến thành phố này thì mình khuyên thật là nên đi tham quan vào những cái nhà thờ như thế này, cảm thấy khi mà bước ra ngoài cảm thấy có một cái cảm giác nó khác lạ luôn. Ở ngay một bên mặt nhà thờ thì có một bức tượng này, chắc là của Alexander Nevsky rồi, chắc của công tước Alexander Nevsky. Và để chuẩn bị cho ngày sinh nhật của thành phố 800 năm ấy, ngày thành phố, thì bây giờ họ vẫn đang sửa chữa cũng như là lau chùi rất là nhiều để có thể là kịp cho cái thời gian bắt đầu ngày lễ lớn của thành phố này. Alexander Nevsky. À, mọi người có thấy là nhà thờ này thì được xây dựng đã hơn 130 năm, 140, 150 năm rồi, nhưng mà vẫn còn rất là đẹp. Và cái nội thất bên trong cũng như bên ngoài ấy, mình thấy còn chưa bị rỉ hay là chưa bị nứt tường tí nào luôn ấy. Có thể là được bảo quản rất là tốt. Ở Moscow thì đang 23-24 độ, xuống thành phố này cái 30 độ, trời ơi, nóng gần chết. Thật sự thì mình thích đi dạo dưới những căn nhà cổ, những cái dãy nhà cổ lâu đời được xây dựng từ thế kỷ trước, hơn là bên cạnh những cái công trình ngôi nhà cao tầng hiện đại. Tất nhiên đó là Moscow rồi. Và chỉ có Moscow và... mình nghĩ là chỉ có Moscow và Saint Petersburg mới có những cái ngôi nhà hiện đại thế, còn lại là những thành phố khác thì nó đều bình bình này. Mình rất thích đi dạo dưới cái khung cảnh như thế này. Kiểu nó không có đông đúc người, xong rồi cảm thấy nó rất thoải mái. Mình có thể đi dạo 1 tiếng, 2 tiếng, 5 tiếng, thậm chí là cả buổi chiều để có thể đi dạo quanh quẩn giữa những cái dãy nhà, những cái dãy phố như này. Mình cảm thấy rất là thích. Khi ở Việt Nam ấy thì làm cho chúng ta trở nên lười. Tức là khi mà đi ra khỏi nhà tầm chỉ cần 50m đến 100m thôi thì cũng đã có xe máy, xe đạp nhảy lên và đi. Còn ở bên này thì
Nhưng nói thật là nếu mà 6 năm sang Nga ấy, thì trên 70% hầu như là ngày nào mình cũng đi bộ, và cái quãng đường đi bộ ít nhất là phải từ 10 cây trở lên, trung bình là từ 10 cây trở lên. Còn nếu mà hôm nào nhiều thì có thể lên đến 20-25 cây số đi bộ là bình thường. Và khi mà ở bên Nga mình cảm thấy như thế là rất bình thường. Còn nếu mà về Việt Nam đi bộ chỉ cần 200m thôi, ví dụ đi ăn sáng đi từ đầu ngõ đến cuối ngõ, đi 200m, trời ơi, cũng đã muốn nhảy luôn lên xe máy hay ô tô hay là xe đạp để đi rồi. Thật sự là không phải chơi Việt Nam mình đâu, nhưng mà chính xác đến cả bản thân mình khi ở bên Nga đi bộ nhiều như thế quen rồi, nhưng mà khi về Việt Nam ra khỏi nhà tầm 50-100m chỉ được 1-2 ngày là đi bộ, còn lại là trèo lên xe đạp, xe máy đi hết, không đi bộ thế nào luôn. Nhưng phải có một sự thật là dù mình đi bộ nhiều hay không ấy, thì mình cũng không thể gầy được. Chưa bao giờ đi 9.000 cây số cũng không thể gầy được. Đây, đi như thế này mới làm mò mẫm chứ. Đi vào những cái đường mà mình chưa bao giờ đi và nó vắng vắng, toàn cây cối rậm rạp. Ngôi nhà 5 tầng này chắc chắn là không có thang máy rồi. Chắc chắn là xây vào tầm năm 60 hoặc là từ năm 40 đến 60 của thế kỷ trước. Thật ra thì đi lạc đấy. Tại vì nãy mỏi nói chuyện quá nên là mình quên không xem đường, nên là cứ đi linh ta linh tinh, sau đó xem lại map thì mới thấy sai đường. Và bây giờ đang đi quay lại tàu điện ngầm. Trong thành phố này, trong thành phố Nizhny Novgorod có tàu điện ngầm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xuống tàu điện ngầm. Mình đang đi linh tinh để ra bến tàu điện ngầm thôi, không biết. Đi bừa mà cũng gặp một nhà thờ nữa này. Trời, nhà thờ cũng đẹp luôn. Ôi, cũng có đôi tổ chức đám cưới kìa. Eo ơi, xinh thật sự. Đẹp thật sự. Đẹp nhỉ? Thật sự là không phải chủ động đâu mà là tình cờ. Tự nhiên tình cờ đi thì lại qua thêm một nhà thờ nữa. Cũng rất đẹp luôn. Mình chưa tìm hiểu nhà thờ này là nhà thờ nào. Nhưng mà mọi người có nhìn cái hình con mắt ở ngay phía bên trên kia không? Hình con mắt ở giữa kia thì nó giống nhà thờ Kazansky Sabor. Nhà thờ Kazan ở Saint Petersburg ấy, cũng là con mắt đấy. Với cái ngụ ý là có thể nhìn thấu tất cả mọi vật. Đúng rồi. Chắc là mình không am hiểu nhiều về lịch sử Nga đâu, nhưng mà những cái gì mà mình đã đọc qua rồi ấy, thì mình nhớ rất là lâu. Và mình cảm thấy rất là hứng thú và có sở thích với lịch sử ấy. Kể cả là lịch sử ngày xưa, lịch sử bây giờ, chiến tranh thế giới thứ hai. Mình rất là hay đọc và xem những thông tin. Nên là có thể nói là trong 1-2 năm trở lại đây thì cái lượng kiến thức mà mình nạp vào đầu mình thì nhiều hơn rất nhiều so với 12 năm học trung học phổ thông ở Việt Nam môn lịch sử, thật luôn đấy. Wow. Nhà thờ của Alexander Nevsky thì màu vàng, còn nhà thờ này màu trắng. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo của mình với thành phố này. Sẽ còn những trò chơi dân gian của Nga, pháo đài thành phố, ngày lễ chính, pháo hoa và một buổi chiều hoàng hôn đẹp nhất cuộc đời mình nữa. Hãy nhớ đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào về du lịch thành phố Nga và khám phá nước Nga nhé.